Option nào? Đầu tiên là graphic. Mọi thứ đều mắc các bạn ạ. Game này sản xuất từ hồi 2015 nhá các bạn, cho nên là game cũng rất là nhẹ thôi. Nhẹ tương ứng với cả cái dung lượng của nó vậy. Khác cái này có cây control này. Bên phía cái phần Fatal Bullet ấy, rất là khó tìm cái phần control đúng không nào? Chắc là đâu đó nhưng mà mình tìm thì không ra. Thì đây là cách thức sử dụng trong game nhá. Các bạn thích thì có thể thay đổi. Mình thì có lẽ sẽ để mặc định luôn. Và game này sao âm nhạc nó nghe buồn đấy nhỉ? Rồi. Nghe toàn mỗi tiếng sóng rồi. Bên phần Fatal Bullet nhạc nó vui nhộn lắm cơ mà. Mình sẽ vào game thử luôn nhá. New game. Thực ra thì cái phần graphic nó setting mắc hết rồi, cho nên cũng chả còn gì để setting nữa cả. Đây là Kirito đúng không nào? Skip scan chắc chắn rồi. Mình nghe nói game này nó có thể bay nhảy đã lắm. Sao nói nhiều vậy? Give me an aura, I don't need to review. Đúng như cái dung lượng của nó các bạn ạ. Cái phần hội thoại nó hạn chế kinh khủng luôn. Úi dồi, motion blue. Chắc chắn là có motion blue luôn. Graphic đầy bịch ngay mà. Quay ảnh nó bị mờ như vậy là hiểu rồi. Đấy, hết luôn các bạn. Sao để bay nhỉ? Ấn Z là reset camera. Ơ không bay được à? Chỉ nhảy thôi à? Cái gì đấy? Chúng ta vẫn đang trong cái phần đó là tập chơi đấy nhá các bạn. À, lại nhận đồ à? Hình ảnh của bên này thì nó không được thiết kế như bên Fatal Bullet. Chúng ta chỉ có thể chọn nhân vật thôi các bạn ạ. Và mình nghe nói là có khoảng 12 hay 17 nhân vật gì đó chúng ta lựa chọn. Và cái cốt truyện của nó đi theo tuyến nhân vật lựa chọn thì cũng giống hệt là chúng ta chọn nhân vật Kirito luôn, nhân vật chính luôn. Hả? À, nhảy hai lần à? À, cánh á? What? Buổi hấp dẫn này đúng không? Bay cao đứng đây, cấn spike là bay cao đấy các bạn ạ. Ngon đấy nhỉ. Thế là sao để xuống? Là sao để xuống rồi các bạn? Cứ bay thẳng thôi á, không có bay xuống à? Ấn C nhé các bạn ơi. Cứ tưởng bay lên thì không bay xuống được thì buồn cười quá. Cái phần này nó làm về giao diện trông nó hơi chối nhỉ. Trông nó thô sơ kiểu gì ấy. Chả thấy cây cối gì cả, toàn đá. Ôi. Cái gì vậy? Ôi. Ấn giờ bây giờ lại cắm đầu cắm cổ xuống à? Hay kìa. What? Cái game này cơ chế điều khiển nó không hiểu các bạn ạ. À?
tin được. Vai cả trưởng bay cắm mặt xuống đất, thêm cũng được nữa. À đây rồi, giờ đến cơ chế chiến đấu. Kill à? Ơ cũng không quá khó, nhưng mà sao nãy cái con đầu tiên mình cảm giác là chém trúng mà đã được trượt nhỉ? Rồi giờ gì đây? Di chuyển thì khá thoải mái tự do, nhưng mà cái đồ họa nhìn được Sida thế nào các bạn ạ? Mặc dù là Ultra nhưng mà nhìn trông chối chối. Đâm chém nó không mượt mà ra lắm. Này phần này thế này, cái phần trước không biết thế nào nữa. Từ cái này nó phát triển theo cái thế giới của Squad Online, cho nên là vẫn sẽ rất có rất nhiều người chơi các bạn ạ. Anh nào, vào cốt truyện chính xem nào. Chỗ này hơi lâu rồi đấy. That's what fun. Đủ rồi, không đi nhá. Bay cho nhanh hơn đi à? Được. Cái vụ cắm mặt xuống đất là hơi nhiều nhỉ. Nếu vụ các bạn bay cao quá, các bạn muốn hạ cánh khẩn cấp thì các bạn ấn R nhá. Nó sẽ cắm mặt xuống đất như thế này. Bựa vãi trưởng. Đây là địa điểm teleport à? Hình ảnh thì ok, nhưng mà cái phần animation chuyển động của nó thì trông nó hơi chối. Hơn nữa thì cái gì nhỉ? Cái bối cảnh đồ họa của nó trông hơi thô sơ kiểu gì các bạn ạ? Đây này. Mặc dù có ý tưởng xây dựng về cái phần cấu trúc các thứ, kiến trúc các thứ, nhưng mà trông thô sơ thế nào ấy. Với bản game cũ như vậy, cũng 2015. Hơn nữa cái dung lượng của nó rất là nhẹ, cho nên là chúng ta có lẽ cũng khó mà có thể đòi hỏi được cái độ chi tiết hơn của đồ họa. Điều này thì nó thua xa cái bản đó là Phantom Bullet đúng không nào? Mới gần đây mình giới thiệu các bạn cái bản Phantom Bullet thì siêu đẹp luôn. Hơn nữa còn có cái phần nó thiết kế nhân vật nữa. Đây, hướng này đúng không? Trong này không bay được à? Đây. Hơn nữa hội thoại thì đa số chỉ là đẩy sang cái phần đó là hình ảnh với cả hình ảnh thôi. Không có chuyện nhân vật đó là gặp trực tiếp với hình ảnh được.